Tối 31 tháng 5, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã có cuộc làm việc với đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi. Do giãn cách xã hội và bà Hằng đang ở Bình Dương nên bà không thể trực tiếp làm việc với Sở. Nội dung buổi làm việc liên quan đến những phát ngôn được phát trực tiếp trên mạng xã hội có nội dung không chuẩn mực, không cẩn trọng, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và ảnh hưởng đến người khác. Ông Thọ thông tin sau buổi làm việc, đại diện bà Phương Hằng đã cam kết sẽ phát ngôn cẩn trọng hơn, không phát ngôn gây ảnh hưởng đến người khác. Được biết, đây không phải là lần đầu Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với đại diện bà Phương Hằng về những phát ngôn trên mạng xã hội. Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng một số đối tượng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như phát sóng trực tuyến, tức là livestream, chia sẻ hình ảnh, video clip, trao đổi theo nhóm, group chung để đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật. Trong đó, chủ yếu là xúc phạm danh dự nhân phẩm của các tổ chức cá nhân khác, sử dụng ngôn từ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, tung tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Bộ cũng đề nghị các địa phương tăng cường rà quét, phát hiện kịp thời những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội, chủ động xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trên địa bàn. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.